Selanjutnya. Em cứ bình thường đi, em né và xíu siêu thôi chứ đừng có đưa đi ra. Dạ. Thôi, chị nên nói ba. Sao không? Đau em? Sơ sơ. Sơ sơ là chịu đau được. Nghe nặng lần hai đúng không? Dạ, lần đầu tiên. Ủa, lần đầu tiên hả? Dạ. Đang thấy quen quen nè. Tưởng mà nặng lần hai, tưởng mà mới nặng mùa rồi. Thế vậy một cái bằng khôn. Hằng làm người nó xong chưa? Chưa. Chưa luôn à? Một chi.
Trà sữa ở dưới nó là của đứa mua đó, không phải của em à. Cục môi nhiều nơi. Đây này. Cục lần luôn. Anh em vừa trắng là vừa tròn. Múc đá là như thế. Để xem nhé. Không biết là gì. Cái này không bị thắt rồi ta. Thank you.
Cho chị ảo được không? Ảo đúng không? Em... mấy bữa nay chưa qua cho chị. Ý là hồi trước á, bữa hôm trước. Em gặp em được. Nhưng mà chạy chắc em không phải tập chạy thêm. Nhưng mà chưa căng được chạy. Tập tập chậm quen mà. Chạy cho bị rối. Hiểu đi.